Xin chào tất cả các em. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập về chuyên đề comparisons, so sánh. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nha. Let's get started. Đầu tiên thì cùng với các em chúng ta đi vào phần 1 nhỏ. Đó là so sánh bằng. Ok. Nào, so sánh bằng. Thì có ví dụ như sau. She is as beautiful as her mother. She is as beautiful as her mother. Ok. Trong trường hợp này chúng ta thấy rằng beautiful đó là một tính từ. Yes, she is as beautiful as her mother. She is as beautiful as her mother. Cô ta xinh như mẹ cô ta. À, beautiful là một tính từ. Và giữa từ beautiful, à ok, từ beautiful đứng giữa, đó là cặp từ as, as. À, như vậy chúng ta sẽ có cấu trúc là as, adjective as. She is as beautiful as her mother. Ok, or I am as tall as Nam. Yes, tôi cao bằng bạn Nam. Ok, so Lan is as old as me. Yes, à, Nam già như tôi, Lan già như tôi. Ở đây ta hiểu là gì nhỉ? Ý là Lan bằng tuổi tôi, đồng ý không ạ? Lan is as old as me. As old as me. Được chưa nhỉ? Hoặc là thầy có ví dụ khác. He doesn't run as fast as me. À, anh ta không chạy nhanh như tôi. Trong trường hợp này chúng ta thấy rằng fast đó là một trạng từ, đúng không ạ? Fast đó là một trạng từ. Như vậy chúng ta thấy rằng trong trường hợp ở đây đó là cấu trúc so sánh của trạng từ, đúng không ạ? Trên này là so sánh của tính từ. Ok. As adjective as. Thế còn đây là as adverb as. Đồng ý chưa ạ? À, thầy có ví dụ nữa này. My sister sings as beautifully as a singer. À, chị tôi hát hay như một ca sĩ. Ok. My sister sings as beautifully as. Trong trường hợp này chúng ta thấy rằng beautifully cũng là một tính các em. À, trạng từ. Như vậy đầu tiên thầy có cấu trúc so sánh bằng của tính từ và trạng từ với cấu trúc đó là as cộng với một tính từ hoặc as cộng với một adverb as. Được chưa ạ? Như vậy cấu trúc của chúng ta có đó chính là as, adjective or adverb as. Đó là so sánh bằng. Tiếp theo chúng ta có so sánh, đó là so sánh hơn. Number 2. So sánh hơn. So sánh hơn. Nào, vậy so sánh hơn chúng ta có cấu trúc như thế nào nhỉ? Nào, đầu tiên chúng ta quan tâm thầy một ví dụ như sau. He is taller. He is taller than me. À, anh ta cao hơn tôi, taller than. Trong trường hợp này chúng ta thấy rằng đây là một tính từ gì nhỉ? Ngắn, đồng ý không các em? À, vậy ta có câu là he is taller than me. Adjective. Cộng thêm đuôi gì ở đây nhỉ? À, đuôi er và thêm từ than. Đó là so sánh hơn của tính từ ngắn. Nào câu nữa nào. Zip ruler. Ok, zip ruler. Ngắn hơn cái kẻ kia nào. Is shorter than that one. Ok. À, this ruler is shorter than that one. Trong trường hợp này chúng ta thấy rằng shorter than, à, cũng là một tính từ ngắn. Như vậy qua đây chúng ta thấy rằng so sánh hơn của tính từ ngắn, chúng ta sẽ thêm đuôi er vào sau tính từ. Và nhớ phải có từ gì các em nhỉ? Từ than. Ok. So, adjective than. Nào, thì có một câu khác này. This house, okay, is more expensive.
is more expensive. Okay, this house is more expensive than. That's one. À, ngôi nhà này thì đắt hơn ngôi nhà kia. Trong trường hợp này chúng ta thấy rằng tính từ expensive, đây là một tính từ gì các em nhỉ? À, tính từ dài, long adjective. Và lúc này người ta không sử dụng cấu trúc là expensive mà phải là more expensive than. More expensive than. À, như vậy thì có cấu trúc đó là more cộng với một tính từ than, đúng không ạ? Và đây là cấu trúc so sánh hơn của tính từ gì các em nhỉ? À đúng rồi, của tính từ dài, các em nhớ nhá. Như vậy là đối với tính từ ngắn, so sánh hơn ta sẽ sử dụng cấu trúc là tính từ cộng với đuôi er, còn tính từ dài sẽ là more tính từ cộng với than. Được chưa? À, trường hợp đấy là của tính từ, nhưng trường hợp của trạng từ thì sao nhỉ? Thử lấy ví dụ như này. Ông Nam, ok, Mr. Nam. Nói tiếng Anh trôi chảy hơn ông Long chẳng hạn. Mr. Nam speak. Ok, speaks English. More, yes, fluently. More fluently than, ok, Mr. Long. Mr. Nam speaks English more fluently than Mr. Long. Trong trường hợp này chúng ta thấy rằng fluently đó là một trạng từ, đúng không nhỉ? À, và đây là tính trạng từ gì nhỉ? Dài. Cho nên người ta cũng sử dụng đó là từ gì các em? More. Như vậy có chút so sánh hơn của tính từ và trạng từ thì nó làm sao các em nhỉ? À, giống nhau, đúng không ạ? Rồi, chúng ta chú ý cho thầy nhé. Rồi, Mr. Nam speaks English more fluently than Mr. Long. Được chưa? À, và một lưu ý nữa thầy muốn nhấn mạnh cho các em trong cấu trúc dạng so sánh hơn, đó là chúng ta có thể sử dụng các từ như far hoặc much. Far hoặc much. Ok. Far hoặc là much. Để làm sao nhỉ? Nhấn mạnh. Để nhấn mạnh, ok. Để nhấn mạnh cái sự hơn. Các em nhé. Nào, bây giờ muốn nói rằng là ngôi nhà này đắt hơn. This house is more expensive than that one. Ok. Nhưng bây giờ muốn nói là đắt hơn rất là nhiều. Ok, đắt hơn rất là nhiều, nhưng mà chỉ đắt ạ. Đắt hơn 1 triệu, nhưng bây giờ đắt hơn hàng trăm triệu. Đắt hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Vậy thầy sẽ nói thay vì là this house is more expensive than that one, thầy sẽ nói là this house is much more expensive than this one. That one. Ok. More. Ok. Much more. Much more. Các em nhớ nhá. Much more. Rồi, ok. Đó là sự nhấn mạnh, đúng không ạ? Nhiều hơn rất là nhiều. Các em lưu ý cho thầy. Và tiếp theo, đó là so sánh hơn nhất. Ba nhỏ nào. So sánh hơn nhất. So sánh hơn nhất. À, hơn nhất thì chúng ta biết rồi. Đối với so sánh hơn nhất thì chúng ta phải dùng bắt đầu từ 3 người hoặc 3 vật trở lên. Nào, ví dụ như sau. John là cậu bé cao nhất trong lớp tôi, đúng không ạ? Thầy sẽ nói là John is the tallest. John is the tallest in my class. John is the tallest in my class. Được chưa nhỉ? À, vậy trong trường hợp này chúng ta thấy rằng the tallest đó chính là so sánh hơn nhất của tính từ gì các em nhỉ? Tall, đúng chưa nhỉ? Tính từ tall. Và đây là một tính từ ngắn, cho nên thầy sẽ sử dụng cấu trúc là the cộng với cái tính từ và thêm đuôi gì các em? À, est. Đúng rồi. The cộng thêm một tính từ và thêm đuôi est. Đó là tính từ ngắn các em nhé. Được chưa nhỉ? À, hay thầy có thể nói là Lan is the sao nhỉ? Shortest. Rồi, now John thì là người cao nhất, thế còn Lan is the shortest in my class. Được chưa? In my class, đúng rồi. John is the tallest, Lan is the shortest. Thế còn đối với tính từ dài thì sao nhỉ? À, ví dụ như sau này. This book is the most interesting of the three books đúng không ạ? À, cuốn sách này là cuốn sách hay nhất trong số 3 cuốn sách. Trong trường hợp này chúng ta thấy rằng là tính từ dài đó chính là từ gì các em nhỉ? À, interesting. Và thầy không sử dụng cấu trúc là the interesting is, đúng không ạ? Mà thầy sử dụng từ gì nhỉ các em?
À, the most. Như vậy chúng ta sẽ có là the most cộng với một tính từ gì các em? À, tính từ dài. Khi là so sánh hơn, à, khi so sánh hơn hơn nhất của tính từ dài nhá. Như vậy là đây là so sánh hơn nhất của tính từ ngắn này, đây là so sánh hơn nhất của tính từ từ dài này, đúng chưa ạ? Đây sẽ là so sánh hơn của tính từ ngắn và đây sẽ là so sánh hơn của tính từ dài, được chưa? Còn đây sẽ là so sánh ngang bằng, so sánh ngang bằng, được chưa nhỉ? Rồi, ok. Và chúng ta cũng lưu ý cho thầy một điều như này, ngoài so sánh hơn bằng và so sánh hơn nhất thì chúng ta còn có so sánh đa bộ. Vậy thế nào là so sánh đa bộ? Hoặc ta nói là so sánh kép, được không ạ? À, vậy có chút so sánh kép ở đây là gì? Nào, thầy sẽ cho các em một ví dụ như sau nhé. Nào, câu số 1. Thầy có thể nói như thế này. My sister. Ok, my sister is more beautiful. My sister is more beautiful. Ok, than my mother. À, nếu trong trường hợp này thì nó chỉ là so sánh đơn thuần, đúng không ạ? Chị tôi sinh hơn mẹ tôi. My sister is more beautiful than my mother. Thì bây giờ so sánh kép là như thế nào? À, chị tôi càng ngày càng xinh. Thầy sẽ nói như sau. My sister is more and more beautiful. Được không ạ? À đây, đây chính là so sánh kép các em nhé. Đấy, nó khác biệt với so sánh hơn à? Như vậy, nếu như câu trên my sister is more beautiful than, chị tôi thì xinh hơn mẹ tôi, đó là so sánh hơn, thì ở đây nó là so sánh kép này. My sister is more and more beautiful. Càng ngày càng. Ok, càng ngày càng. Càng ngày càng. À, được chưa nhỉ? Chị tôi càng ngày càng, càng xinh. Được chưa ạ? À, hoặc là tôi nói thì có một câu như thế này này. I am taller. À, I am taller than than Huy chẳng hạn. À, tôi cao hơn Huy. Thế nhưng bây giờ thầy lại nói là I am taller and taller. Các em hiểu câu này không nhỉ? À, tôi càng ngày càng gì nhỉ? Càng cao hơn. Được chưa ạ? Vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy rằng so sánh kép, trường hợp đầu tiên của chúng ta càng ngày càng, đúng không ạ? Công thức của chúng ta đó là càng ngày càng. Đối với so sánh hơn của tính từ dài đó là more and more cộng một tính từ. Còn đối với so sánh hơn của tính từ ngắn đó là đuôi R, N, R mà không dùng từ gì các em nhỉ? Ra, được chưa ạ? Đây, cấu trúc này có nghĩa là càng ngày càng. Càng. Càng ngày càng. Các em nhé, được chưa ạ? Đó là gì? More and more. Cộng với một tính từ gì? À, tính từ dài. Được chưa nhỉ? À, tính từ dài. Thế còn sẽ là tính từ ngắn, đúng chưa? Thêm đuôi R, N. Tính từ ngắn lại thêm đuôi R thì đó là có tính từ gì nhỉ? Ngắn. Được chưa? Rồi, hãy nhớ cho thầy nhá. Câu trúc này có nghĩa là càng ngày càng. À, ok. À, bên cậu chú cấu trúc càng ngày càng thì thầy còn có một cấu trúc khác, đó chính là cấu trúc càng thì càng. À, cấu trúc càng thì càng. Ok. Nào, vậy càng thì càng tức là như thế nào nhỉ? Ví dụ bạn học càng nhiều thì bạn sẽ càng thông minh, đúng không chưa? Nào, thầy sẽ nói như này này. The more you study, the more you study. Ok, the smarter you will be. Ok, càng học nhiều thì bạn càng thông minh, được chưa nhỉ? À, càng học nhiều thì bạn sẽ càng thông minh. Trong trường hợp này chúng ta thấy rằng người ta sẽ sử dụng so sánh hơn đi với từ gì nhỉ? The. Ok, mà không phải là than. The cộng một so sánh hơn và phía sau cũng vậy, the cộng một so sánh hơn để hiện càng ngày càng, được chưa ạ? À, hoặc thầy có câu này, càng nóng thì tôi càng cảm thấy khó chịu, ví dụ như thế. The hotter it is. Ok, the more miserable I feel. Ok, trời càng nóng thì tôi càng cảm thấy khó chịu. Ok, the more miserable I feel.
chúng ta thấy giờ sử dụng so sánh hơn đúng không ạ? Và tất nhiên chúng ta cũng phải để ý rằng the cộng so sánh hơn không có từ dài các em nhé. Nếu là ngắn thì vẫn là dr, the hotter. Còn nếu mà tính từ dài thì vẫn là more, the more, đúng không ạ? The more nhưng mà là the most, các em lưu ý nhé, càng ngày càng. Và đặc biệt chúng ta có một cái thành ngữ đó là the more, the merrier, the more, the merrier. Các bạn nào biết thành ngữ này là gì không nhỉ? Hơn này. Các bạn biết từ Merry Christmas đấy, vui vẻ hạnh phúc ấy, ý là gì nhỉ? Càng đông càng vui. The more the merrier, the more the merrier. Được chưa nhỉ? À, như vậy ở đây thầy đã bổ sung cho các em một cái dạng là so sánh nữa, đúng không ạ? Đó là càng, đúng không ạ? À, cuối cùng đó là dạng là so sánh gì các em nhỉ? À đúng rồi, so sánh số lần, đồng ý không ạ? Tiếp theo thầy muốn cho các em biết đó là so sánh số lần, so sánh số lần các em nhé. À, đối với trường hợp so sánh số lần thì ta có cách như thế nào? Đó là khi chúng ta muốn nói rằng là so sánh gấp rưỡi, gấp đôi, gấp ba, thông thường là gấp 2, gấp 3 lần trở lên, thì lúc này chúng ta sử dụng cấu trúc như thế nào nhỉ? À, nào quan sát cho thầy thì có ví dụ như sau nhé. Ví dụ cô ta đánh máy nhanh gấp đôi, đó cả. She types twice as fast as I do. À, ý là cô ta đánh máy làm sao các em nhỉ? Nhanh gấp 2 lần tôi. Trong trường hợp này chúng ta thấy này, người ta sử dụng từ chỉ số lần này. Kết hợp với so sánh gì các em? À, so sánh bằng. Đúng không ạ? Kết hợp so sánh bằng. She types twice as fast as I do. She types as twice as fast as I do. Cô ta đánh máy nhanh làm sao nhỉ? Gấp 2 lần tôi. Được chưa? À, lúc này người ta sẽ sử dụng so sánh cái so sánh gì các em? À, so sánh bằng kết hợp với từ twice, đúng không ạ? Twice. Ok. À, vậy thì lúc này chúng ta sẽ có các cái từ chỉ số lần ở đây các em nhé. Ví dụ 3 times, 4 times, 5 times, twice, hoặc là các từ chỉ phân số hoặc phần trăm. Được chưa ạ? Kết hợp với as. As để thể hiện số gì? À, số lần. Được chưa ạ? Rồi, ok. Như vậy là ở đây bài trong bài học này thầy đã giúp các em ôn tập lại được một số các cái cấu trúc ở dạng so sánh, và rất là mong là các em sẽ ghi chép một cách cẩn thận để phục vụ cho việc học tập của mình. Và trong video lần sau thầy sẽ cùng với các em đi chữa phần bài tập của phần này nhé. Rồi, xin chào tất cả các em.